Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách lấy những cái giắc bị gãy như thế này nè, nằm bên trong bên hông của tivi hoặc là những thiết bị âm ly thì nó hay bị gãy những cái chấu, những cái giắc như thế này các bạn ha. Bây giờ người ta vẫn còn xài những cái giắc bông sen như thế này nha các bạn nhé. Có những cái tivi xịn hơn thì họ xài những cái cáp HDMI hay là optical gì đó, thì vẫn có những nhà đang xài những cái cáp bông sen như thế này. Thì từ xưa giờ nha các bạn nha, đôi khi chúng ta ghim vô mà chúng ta rút ra lâu ngày các bạn, chúng ta không rút thẳng ra mà chúng ta lại lắc lắc qua lắc lại như thế này đó, chúng ta lắc qua lắc lại như thế này thì lâu ngày các bạn nó sẽ giòn và nó bị gãy và dính vô trong đây như thế này các bạn ha. Đó, nó sẽ dính vào trong đây như thế này. Thì ở đây mình sẽ tượng trưng ba giắc này, nó giống như là ba cái giắc nằm ở trên bên hông của cái tivi hoặc là bên hông của âm ly nha các bạn nha. Thì nó cũng giống y hệt như thế này các bạn, ba giắc hoặc là sáu giắc gì đó, nó giắc cái nó nằm bên trong nó vậy đó, thì nó hay bị gãy dính như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ ra rất là hay ha. Để có thể lấy ra như thế này á, các bạn không thể là một khều nó được ha, khều nó cũng không ra các bạn nha. Các bạn sẽ sử dụng một cái cây nặng mụn có cái mũi nhọn như thế này ha. Đó, xong rồi các bạn sẽ sử dụng một quẹt ha, các bạn sẽ hơ nóng nó lên, nó càng nóng càng tốt nha. Rồi, các bạn sẽ ghim như thế này. Rồi các bạn đợi cho nó nguội chút xíu ha, các bạn sẽ rút ra. Đó, các bạn thấy không? Sau khi nó nguội thì nó sẽ bám vào bên trong trên đầu cái mũi nhọn nè. Đó, thì các bạn rút ra nó sẽ rất là ngọt ha. Chứ các bạn không thể nào mà dùng bất cứ thứ gì có thể khều nó ra được. Rất khó ra. Tại vì nó gãy sát, nằm sát với cái nhắc cái này luôn ha, nó nằm sát như thế này thì chúng ta khó mà một khều nó ra được ha. Nếu mà nó lú ra khoảng tầm 1-2 ly thì chúng ta có thể dùng kìm để mà gấp nó ra được, còn như kiểu này là khó gấp lắm, phải dùng heo mẹo thôi. Rồi bây giờ lượt một cái ha, còn một cái nè, nó gãy hơi sâu rồi các bạn ha. Đó, các bạn nhìn thấy nó sâu hơn kia rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng thêm một cái cách này luôn, mình sẽ làm lại thêm một lần nữa ha. Rồi, các bạn sẽ để chút xíu nữa để cho nó nguội khoảng tầm 25-30 giây rồi chúng ta mới rút ra được ha. Đó, thấy không, rất là đơn giản nha các bạn nha. Mình hy vọng cái cách này sẽ giúp ích được cho các bạn khi các bạn bị gãy những cái giắc bông sen nằm bên trong này ha. Những ai có bị như trường hợp này thì cứ áp dụng theo cách này của mình nha, rất là hay nha, rất là hiệu nghiệm nha các bạn nha. Và các bạn có cách nào mà hay hơn cách này của mình thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới để mọi người cùng biết nha. Và video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.